Vâng, xin chào tất cả các bác và anh em đam mê âm thanh đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio Hà Nội. Ngày hôm nay giới thiệu lại cho mọi người một mẫu phân tần hai đường tiếng được anh em gọi là ưa thích và sử dụng, đánh giá rất là tốt về cái chất lượng của nó. Thì ngày mai em lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em nhé. Mẫu phân tần ngày hôm nay em giới thiệu các bác và anh em là mẫu phân tần K2000. Hàng này là hàng chính hãng, hàng công ty các bác và anh em nhé. Tất cả là hàng chính hãng, hàng công ty, hàng nhà máy, không phải hàng độ chế, hàng DIY. Nên các bác và anh em dùng hoàn toàn yên tâm. Đây là mạch phân tần phun đơn hai đường tiếng, một bát và một chép hoặc là một bát hai chép cũng được các bác và anh em nhé. Được anh em và các sử dụng để cho những cái gọi là cặp loa bút xeo hoặc là loa phun, loa thùng để sử dụng với mục đích là để nghe nhạc và hát karaoke. Như các bác và anh em biết rồi, mục đích chính của những cái cặp phân tần này là có cái tác dụng là cắt tần số cho loa để các bác và anh em nghe nhạc được hay hơn, sạch sẽ, chi tiết hơn. Đồng thời cũng như là nó đảm bảo cái tính an toàn của cái đôi loa đấy, để nó không bị ví dụ loa bass thì cắt tần số chỉ có giải thấp vào cái loa bass thôi, loa chép thì chỉ giải cao lọt vào thôi, để tránh cái tình trạng là những cái giải tần khác nó lọt vào loa gây tình trạng cháy. Thì phân tần sinh ra để làm như vậy các bác và anh em nhé. Đây mạch phân tần K2000, đây là một cặp em đã hàn sẵn dây của bác và anh em rồi. Còn đây là cái magazine của nó, đây được đóng gói rất là cẩn thận các bác và anh em nhé. Đây đầy đủ thông số đấy. Con này thì giải tần nó rất là rộng, rất là rộng. Đấy. Cái 2000 quận cảm rất là to, bằng đồng. Đấy, xịn hai quận nhá, các bác và anh em nhá. Gồm một cổng chì này, hai quận cảm, hai con tụ. Tụ thì là tụ đen, tụ của Spirit MKP 400V, tụ đen rất là xịn. Tụ đen này thì quá là xịn rồi, là còn tụ của MKP nữa, là một cái hãng sản xuất tụ rất là nổi tiếng. Đấy, hàng công ty làm các bác và anh em nhé. Cái bảng mạch này hàng công ty làm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, và đảm bảo các bác và anh em là bảo hành 1 năm. Đấy, trong 1 năm có lỗi gì em đổi mới các bác và anh em, không thay thế, không sửa chữa. Đấy, đảm bảo uy tín, chất lượng. Mạch này các bác đánh những con loa bass 30, 40 cũng đều đánh được các bác và anh em nhé. Cũng rất là hay đấy. Đánh một cái câu chì mà có cả một cái mạch bóng đèn nữa ở đây. Rất là đẹp các bác và anh em nhé. Phân tần K2000, hàng chính hãng, hàng công ty. Rất là xịn. Cắt tần số rất là chuẩn, cặp này được các bác và anh em ưa thích sử dụng lắp cho những cái loa nghe nhạc hay là loa phun karaoke cực kỳ hợp lý luôn. Đẹp như này cơ. Đó. Và cuối cùng mức giá mà em gửi cho bác và anh em cặp phân tần K2000 với cái mức giá là 400.000 đồng một cặp, chưa bao gồm phí vận chuyển các bác và anh em nhé. Phí ship toàn quốc sẽ là 30.000 đồng một cặp mạch phân tần K2000 phun đơn hai đường tiếng, một bát một chép này. Đó, em sẽ hàn sẵn dây nhá, hàn sẵn dây chờ tặng cho các bác và anh em luôn. Dây thì sử dụng dây của Nhật, dây của Hitachi, nó truyền tải tín hiệu cực kỳ tốt. Đấy, đảm bảo đủ tín hiệu cho bác và anh em chơi. Chỉ 430.000 đồng một cặp, em sẽ giao hàng toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán tại nhà, không cần phải đi đâu cả các bác và anh em nhé. Sẽ được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới. Số điện thoại để đặt hàng là 0931655426. Mọi thông tin chi tiết thì em sẽ để hết dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Đừng quên hãy bấm vào nút like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.